Xin mời các bạn đến với sân vận động 368 hẻm Tân Hưng, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là ngày thật sự rất ý nghĩa giao lưu của các em bóng chuyền, gặp nhau bóng đá các bạn. Đi chứng minh ông kính thưa Lâm là Khanh Super, một huyền thoại bóng chuyền rất tuyệt vời đang trở lại giao lưu cùng các em bóng đá bên kia các bạn. Bên đây gồm có Khanh Super, Tấn Còi, tay trái là một trong những cao thủ ngày xưa mà Campuchia phải khét tiếng các bạn, phải nể mặt Tấn Còi. Cũng có Bình Chuyền hai trước đây của một cầu thủ Cầu Tre, còn có Phạm Khôi cùng lứa với Khanh Super và Tấn Còi. Còn có tôi là Bình Lý Duyên, Tào Lao, Trà Bí Đao, Trần Hoàng, Nên Lâm, Malatoli. Chúc cho các bạn sức khỏe, xem bóng vui vẻ nha. Còn bên kia sự ba người đứng trên lưới hiện tại bây giờ là Bùi Tiến Dũng, trung vệ hiện tại bây giờ của đội tuyển Việt Nam và của SHB Đà Nẵng. Còn có Trọng Quá, hiện tại bây giờ là biên chế của SHB Đà Nẵng. Và Tùng Quốc hiện tại bây giờ là biên chế của câu lạc bộ Hồ Chí Minh. Ở ngoài gồm có thủ môn Bùi Tiến Dũng và nhân của Bình Dương. Hiện tại bây giờ Bùi Tiến Dũng đang cho câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh vào luôn các bạn. Các bạn thấy Khanh Super sao nào? 5 năm trở lại sân bóng như thế nào? Đại Lâm cảm giác Khanh Super thể lực rất yếu các bạn à. Anh ấy quá trắng và rất trắng. Anh ấy cầm qua lăng nhiều hơn là cầm trái banh các bạn ơi. Hiện tại bây giờ tỷ số là nghiêng về 4-0 cho Khanh Super. Đại Lâm có cảm giác những anh em bóng chuyền thần thục chơi bóng chuyền hơn là bóng đá các bạn. Còn bên kia là những anh em bóng đá đang dùng chơi bóng đá số 5 quen các bạn à. Chơi banh này cho nên nhỏ hơn cho bóng chuyền bóng đá nha. Năm không. Đại Lâm đang có một cái trái banh, đem trái banh bóng đá theo cho các bạn ấy luôn nha mọi người. Còn một năm, Tùng Quốc đang phát bóng. Tùng Quốc hiện tại bây giờ là biên chế của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh các bạn, cùng với Bùi Tiến Dũng thủ môn. Bùi Tiến Dũng một trong những thủ môn thường châu năm nào tại China Trung Quốc, thật sự rất ấn tượng em ấy. Đâu có anh đâu chị thấy đâu quay lên YouTube luôn mà đúng không? Em nói là muốn chơi năm năm trở lại đây, những cú thương hiệu của Khanh Super ngày nào trượt cái đầu không thấy nữa rồi. Những cú up play ngày trước đây rất khó chịu. Sau 5 năm cầm qua lăng, anh ấy như thế nào đây? Những cú trượt, bắt đầu trượt thử coi. Trời. Các bạn thấy ngày xưa Khanh Super bật như thế nào và đập banh dũng mãnh như thế nào? Khanh Super hiện tại bây giờ có vẻ cảm giác như cái đít nặng hơn cái đầu các bạn ơi. What? Đứng coi cái ngực to quá. Đây là buổi giao lưu giữa anh em bóng đá và anh em bóng chuyền gặp nhau các bạn. Đứng trước màn hình ống kính của Lâm là Tấn Còi bên quần đen áo đen. Tay trái trước đây khét nghẹt, rất khét nghẹt của Việt Nam đây các bạn. Còn có một Khanh Super huyền thoại, hiện tại bây giờ áo trắng, tất đen, quần đen. Sau 5 năm quay trở lại chơi banh, cảm giác trắng quá trắng. Còn chuyền hai trên là đội nón đỏ là Bình.
quá hay cho toàn quốc bóng ngoài. Tôi cảm giác như chơi bành bóng đá nó khác chơi bành bóng chuyền các bạn ơi. Cảm giác như này bóng đá nó quen chơi bóng to rồi, chơi bóng này nhỏ các bạn ơi. Yeah. Sao cái chân lâu ngày kỳ cục với trời. Các bạn thấy như thế nào? Khanh shipper bây giờ nước da như thế nào? Đấy là pha bóng vừa rồi của Bùi Tiến Dũng, một trong những trung vệ của đội tuyển Việt Nam SEA Games trước đây, Thường Châu trước đây. Anh ấy hiện tại bây giờ là biên chế của SHB Đà Nẵng các bạn. Đúng là giống như trung vệ thật sự là Bùi Tiến Dũng, đá cho bành pha ngoài ra lưới rồi. 10 năm. Khanh shipper vừa tự sát tại Nam Lạc. Anh ấy lâu ngày có cảm giác quá yếu các bạn ơi. 60. Chết. Vẫn còn đường nét như ngày nào, những cú bật đánh đầu rất khó chịu còn ấy. Trọng quá. Bên. Vẫn cú đập như ngày nào, cú cúp cái đầu ngày nào góc chia quá ghê. Bùi Tiến Dũng khởi động đi. Mười một sao. Cảm giác những quả bóng vừa rồi rất khó nhỏ các bạn ơi, lọt khe dò hết các bạn ơi, của các em bóng đá đó các bạn ơi. 26. Một quả không ý giữa Tấn Còi và Khánh Shipper. Khởi động đi bộ đi chung ơi. Sai xếp banh này Khanh shipper Tấn Còi và Bình, Phạm Khôi và Đại Lâm vào phòng thủ cho Khanh shipper các bạn. Còn bên kia có thể là Bùi Tiến Dũng và Nhân của Bình Dương thế vai bên kia các bạn. Lại là những cú up play quen thuộc nhưng cảm giác không còn nữa các bạn ơi. Chân này không có biết đánh tay, chân này chơi đá banh không à. Xin các bạn thông cảm đi, cái này nó không biết đánh tay, bị cục tay hết rồi. Dũng ơi, quá hay quá ơi, một pha tấn công tốt của Dũng. Khanh shipper vẫn cảm giác như nào. Quá hay cho Khanh shipper, vào bóng gì rồi. Quất, rồi, quất, sao chuyền càng ngày càng sụp lui không với quất. Lại là cái cú ngực quen thuộc ngày nào. Mấy rồi? Hết bi điểm luôn hả? 13-7. Khanh shipper nói hôm nay đánh hết pin hết sức thì nghỉ nha các bạn. Mà thấy có một chơi sao thở quá nè. Ông ơi, lại một pha khống chế lắc đầu ở trên không của Khanh shipper. Bóng rất nhanh rất nguy hiểm. 14-7. Những cú phát bóng cảm giác quá tuyệt vời. 15-7 nghiêng về Khanh shipper Tấn Còi và Bình Trai. Bây giờ chuẩn bị các bạn theo coi Bùi Tiến Dũng và Nhân thế vào bên kia, còn Đại Lâm và Phạm Khôi thế vào các bạn. Đây là những anh em khán giả hiện tại bây giờ đang chứng kiến quyền thoại Khanh shipper và Bùi Tiến Dũng. Cùng các anh em bóng đá đang quay lại sân banh 368 Tân Hương các bạn. Đây là hiện tại bây giờ là 4 sân luôn nha các bạn. Rất mát các bạn.
Các bạn hãy làm vô chơi một set cho vui vẻ với các bạn. Ok man, chúc cho mọi người sức khỏe nha.